Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập đến tình trạng lây lan dịch bệnh tại một số kiệt hẻm ở quận Hải Châu mà nguyên nhân chính là người dân chưa ý thức cao trong phòng chống dịch. Và mới đây lại xuất hiện điểm nóng về dịch bệnh lây lan ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Để hiểu rõ hơn vì sao các kiệt hẻm lại là mối nguy cơ lớn về bùng phát dịch khi có ca dương tính với SARS-CoV-2, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau được phóng viên thời sự ghi nhận trong ngày hôm nay. Khu vực phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, dọc trên tuyến đường Trần Câu Vân là chằng chịt các kiệt hẻm nhỏ thông nhau, nhà dân san sát. Phía bên ngoài kiệt, những rào chắn đỏ được dựng lên để nhắc nhở người dân thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó. Tuy nhiên, bên trong những rào chắn này là bàn cờ những kiệt hẻm. Cho đến khi địa bàn trở thành điểm nóng nhất về COVID-19 tại quận Thanh Khê vào lúc này, thì những rào chắn giữa những khu vực nguy cơ cao vẫn khá sơ sài. Thưa quý vị, với những cái rào chắn có thể được dỡ ra dễ dàng như thế này tại những cái khu vực đông dân cư trong các kiệt hẻm có nguy cơ cao, thì vấn đề kiểm soát người dân đi lại trong những cái khu vực này rất là khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp tại quận Thanh Khê, sáng nay, CDC Đà Nẵng cũng đã tiến hành đi kiểm tra, khảo sát thực tế nhằm đánh giá nguy cơ và đề xuất các giải pháp dập dịch. Qua phân tích số liệu thì chúng tôi nhận thấy là gần 2/3 các số trường hợp F0 là những cái bệnh nhân nằm trong các kiệt hẻm. Thì trong các kiệt hẻm như vậy thì cái điều kiện là thứ nhất là nhà cửa nhỏ hẹp, thứ hai là mật độ người đông và thứ ba nữa là cái môi trường không thông thoáng. Chính vì vậy mà cái nguy cơ lây lan trong các kiệt hẻm là rất lớn, đặc biệt trong các kiệt của Trần Câu Vân. Thì trong ở phường Tam Thuận thì trong những ngày vừa qua tôi ghi nhận liên tục tại các cái kiệt liên tiếp nhau như kiệt 236, kiệt 254, kiệt 268 của đường Trần Câu Vân, và giữa những cái kiệt này có những cái đường thông nhau. Chính vì vậy nếu chúng ta phong tỏa không đủ diện tích thì như vậy là không có ngăn cắt đứt được cái nguồn lây bệnh tại các khu vực này. Hiện quận Thanh Khê cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp kiểm soát dịch trên địa bàn, nhất là tại các kiệt hẻm. Đối với những kiệt hẻm trên địa bàn của quận, đặc biệt là những khu vực ví dụ như của Tâm Tòa, chỗ Tâm Thuận, thì hiện nay thì quận đã chỉ đạo phường tiến hành rào cứng những cái kiệt hẻm mà có nguy cơ cao, chỉ để một lối ra vào để mà dễ giám sát trong quá trình mà người dân vận chuyển hàng hóa cho người dân. Đối với những cái kiệt hẻm nhỏ thì trong khu vực phong tỏa thì quận cũng đã dàn dài trước các hộ của các nhà của các kiệt để bà con là hạn chế cái việc mà đi ra khỏi nhà, và cũng đã tiến hành sáng nay cũng đã tiến hành lắp đặt cái camera để thực hiện cái việc mà giám sát bà con chấp hành quy định đó, và cũng giao nhiệm vụ cho phường, cho công an là phải tuần tra, tăng cường công tác tuần tra và xử phạt. Với mật độ dân cư đông, các kiệt hẻm dày đặc, liên thông, nhà cửa san sát nhau, nhiều nhà không có tường rào, cổng ngõ, mở cửa chính là đến hẻm nên rất dễ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, nếu không có những biện pháp kiên quyết và kịp thời của ngành chức năng và chính quyền địa phương, và quan trọng hơn là ý thức phòng chống dịch của người dân, thì nguy cơ bùng dịch tại những khu vực này vẫn còn rất cao.